Ok quý vị em, hôm nay tiếp một tấm xe ha. Đây là phiên bản scooter của dòng hai cầu ha, 20 chuyển động. Theo lý thì gọi hai cầu cho nó dễ, nhưng mà thông dụng tên của nó là T200 nha quý vị. Để quý vị sợ vô nữa thì chương trình mình sẽ tắm xe cho quý vị thấy ha. Đây, đây là dạng 15 độ ha. Rồi, động cơ, hai động cơ chục chuyển động nha quý vị. Xe này bạn Tân nói là chống nước rồi, cho nên không có vấn đề gì về cái cơ cấu này. Thấm vô. Ơi. Cao lắm à, còn 1m4 trở lên à, phải 1m4 trở lên mới đi được. Thường thường đủ 18 tuổi mới chạy được chiếc này nha con. Chú, cái này có để tắp xuống được hả? À? Ngoại trừ chú chế lại, độ lại con này bạn tính là đứng đó con. Mấy người mẫu đứng không à con ơi? Cái 1m8 người mẫu 1m8 1m7 đứng không á con? Mai mốt đây. Đúng rồi, súng bắn á, súng bắn nước. Ờ? Cái này mấy à, cái này nước bôi trơn, cái này là bôi trơn dị xét rồi con. Nếu mà xịt đó thì phải lau khô mới xịt được, mà xịt những chỗ động cơ thôi, những chỗ mà nước rét xét để nghỉ coi, đúng không? À, đang dạy bé nó lau xe bác à, dạ à, xe điện của bác của cháu á. Xe này là đi tầm 75 km cho một lần sạc, cái pin nó nằm ở dưới này, đây là sạc pin, nó không có bình bác, cho nên con này nó mạnh à. Chưa nói về kéo 75 thôi, chứ mình kéo chừng 40-50 là hết xíu quách rồi. Ờ, đâu có dám kéo cao, kéo cao là té chết à. Ờ, đang dạy mấy bé. Dạ, con này 32 củ. Chưa nói in nha, in tự xấu, tự chế riêng nha. In là thêm 1 triệu nữa là 33 củ. Ờ, mắc à, cái này đi người là người, giống như là người bỏ vô xe hơi, đi dạo, đi giống chung cư vậy đó mà. Thấp xuống được, hạ xuống được con. Cái này hạ xuống được, nhưng mà thường thường dòng xe này cao là con không hạ được. Con hạ là con thấp lắm. Phải đưa cao lên. Đó. Rồi con lao phần bánh đi, qua bình bắn đi, con lao đi. Rồi. Đây nè, bánh sau nè, con lao dắt dắt vô, còn nước kìa, đó, quấy quấy lên, múa. Rồi lao xuống con. Còn một lao bánh nữa là xong rồi, đó là chiều nay đi đầm sen nước. Rồi đi đầm sen nước, ra đây có cái hồ bồ hồ, nhà mình có cái hồ vô trong nó tắm. Con chú dắt vô tắm. Đấu cơ cha không có sao đâu, cha đi ngủ rồi, giờ này cha không có đi làm đâu. Con cứ vô hồ tắm nha. Mấy ông sửa chữa con tắm hồ đó được mà, tắm không có cá sấu à, lộn con ăn cho con cá trà vô chú. Rồi lao đi con, ta nói chú hết dạy rồi, hết nghề rồi. Đó, chỗ nào có nước thì con xịt vô đó, thấy không? Đó, nó văng nước ra hết à, đó nó văng nè không, rồi đó xịt vô, đưa vô, vừa xịt vừa chùi cho nó văng nước ra, rồi giỏi, hay không? Đó, mới học tí rồi là biết rồi đó, sau này ra là chùi xe thôi, cứ xe xuống đậu vô bến là chùi, đậu vô bến là chùi, ra xin 200. Đã quá chú còn thì. Ờ, nghề dễ ăn không? Làm đã đi. Ừ. Cứ thấy xe hơi đậu xuống là chùi xe kiếm, cười kiếm là có tiền rồi. Rồi bên đây là xa, không chú có tiền đâu chú còn đó. Đó, mấy khe khe nước đó đó, ừ, đưa vô nó xịt cái nó văng nước hết à. Ờ, à, nó văng ra liền đó. Trời ơi, cái này lợi lắm rồi chú. Rồi, thấy chưa, rồi từ từ con, ai cũng có phần túc. Chút chú dằn cái đuôi cho con xịt hai cái bánh được chưa? Chú ngồi xịt hai cái bánh. Xịt bánh này chú. Rồi. Đó. Đó, quay đều lên đó, trời ơi nó bay hơi luôn, ngon lành không đó hả? Gấu ra ngoài rồi đó, đi nó không sao đâu, đừng hú nữa. Rồi mình đang làm việc chuyên môn, mình đang làm việc chuyên môn mà con. Rồi đầu nào lên đầu này chú. À, nhớ ủng hộ chú like nha. Chú ừ. Đó giỏi không? Ờ, từ từ con kết bạn, lớn chút rồi con kết bạn chứ giờ đừng kết sớm quá, à tù quá. Rồi trong kìa đó, thấy chưa? Rồi đưa vô cái bột nhúng đó, chỗ nào có nước thì cứ đưa vô. Rồi làm sạch cái bánh bên này rồi mới lên bánh trước nha con. À, giỏi không đó, trời ơi quen tay là giỏi không, cái gì đâu. Con gọi rồi.
cái gì gọi là ra đời sớm con, khôn sớm à, mình khôn sớm thôi chứ mình khôn mà lấy cái khôn mình làm việc tốt nha con. À, lấy luôn khôn làm việc tốt nha, đừng làm việc xấu nha con, khôn quá lưỡi đồ đạo người ta lắm. À, đồ đạo người ta là chết nữa. Rồi xong còn chút cho con mượn, con mang về đó con quạt cái gì con quạt. Có cái đèn đó ở dưới có đống nước mà thấy chưa, ngồi nhòm đường tay quay thì nhòm người lao đó, một đống nước đó. Ừ đó thấy chưa. À, rồi à, thôi 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 con còn nhỏ lắm, máy con cầm không nổi đâu, đừng cầm con máy để con mình cầm nổi. Rồi đó xong rồi đó. À, chúc chú mở cho con coi. Rồi rồi. Chú thử chạy được không? Ừ, hả? Thôi chú thử chạy chở. Không không mưa, chú không chạy đâu, chú chùi bánh. Ừ. Bụi. Trời ơi, con đấu đủ tuổi đâu chạy chiếc này, con đủ 14 tuổi. Cái này nè. Ờ. À. Rồi, ngon lành ha.